sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa. Vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quan xuống rồi. Chúng đã thắng nó bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết. Amen. Tạ ơn Chúa Trời. Thời kỳ sao rốt đang đến. Các thiên tai thảm họa ngày càng trầm trọng. Phải. Và chế độ Satan này ngày càng mạnh tay đàn áp các hội thánh tư gia. Đúng vậy. Đây là thời khắc đen tối nhất trước bình minh, là điềm báo rằng Chúa sắp đến. Amen. Tại huyện của chúng ta, có nhiều anh chị em đã bị bắt và đã bị kết án. Tình hình căng thẳng như thế này, anh chị em ta đều có chút sợ hãi và yếu đuối. Nhưng chúng ta vẫn tin vào lời Chúa hứa, ngày của Ngài đã sắp đến. Amen. Chúng ta phải thành tâm cầu nguyện, nhẫn nại cho tới cùng, làm chứng cho chiến thắng của Chúa và chờ đợi Ngài. Amen. Chúng ta trong thời kỳ sao rốt nhất định sẽ nghênh tiếp sự trở lại của Chúa. Amen. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Cảnh sát tới rồi kìa. Đứng đi. 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 Thôi lại đánh người. Đi đó. Rồi hai tay lên đâu? Chúng tôi được có pháp đâu chứ. Rồi chút lại. Ngoan đi. Đừng chống cự. Đừng làm gì mà nhanh. Có còn đứng dậy hay không? Dữ quá. Muốn chết hả mày? Mày cũng to gan đó. Dám đến đây để truyền bá phúc âm. Để xem còn dám nữa không? Phúc âm này. Tôn giáo ngoại bang. Kéo anh vậy. Dám tin vậy. Rồi, mày lấy đâu ra quyển kinh thánh? Hả? Tin hả? Chết! Đừng lấy nữa. Tại sao các anh lại đánh người? Phải, chúng tôi đâu có phạm pháp. Sao các anh lại đánh người? Mày đây, khốn kiếp. Chết rồi mày. Vậy chứ? Sao anh lại đánh anh ấy? Tại sao hả? Bọn mày tin Đức Chúa Trời thì tao đánh thôi. Tao chuyên đánh bọn tín đồ đó. Có luật pháp không vậy? Đừng có manh động. Mày nhìn cái gì? Dây lũ tín đồ như bọn bay thì kết cục sẽ như thế này. Khôn hồn sẽ ngoan ngoãn đi. Mày muốn tin vậy? Hả? Sao mày tin này? Sao mày dám tin vào tôn giáo ngoại bang chứ? Vào tôn giáo ngoại bang nè. Nói, có còn tin không? Mày có còn tin không? Hả? Mày quả là gan cùng mình. Hả? Nay thì tin. Hôm nay tao sẽ cho mày chết. Dám tin này. Các anh sẽ đánh chết anh ấy mất. Lại, lại đi. Sao các anh lại làm vậy? Có luật pháp không hả? Sao đánh người ta dữ vậy? Anh thật là giả man. Đừng làm vậy. Tính mà. Cảnh sát chúng tôi đâu có phạm pháp. Mà các anh làm như vậy? Sao vậy? Sao các anh lại làm vậy? Nhân tính của cảnh sát mấy anh đâu hết rồi? Đánh nữa. Các người làm gì vậy? Mày muốn đi tù hả? Lại đi. Đức tin của chúng tôi phạm luật nào chứ? Mày muốn đi tù phải không? Hả? Vào trong đó. Đi mau. Cháu muốn về nhà. Về nhà hả? Đợi đi. Mẹ mày đi mượn tiền rồi. Nếu mà ta không kiếm được 200 tệ, mày sẽ phải ở lại đây. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin hãy thương xót con và ở bên con. Năm 1988, khi mới 13 tuổi, tôi đã bị bắt giữ trong một buổi họp mặt thông công ở làng Tiểu Ngụy. Tôi đã chịu đựng suốt một ngày hai đêm trong căn phòng nhỏ tối tăm đó, lòng đầy sợ hãi. Hồi đó,
Người ta thường xuyên bị bắt giữ, bị ép diễu hành thị chúng và chịu án khổ sai vì hội họp hoặc chia sẻ phúc âm. Tôi đã không hiểu. Chúng tôi tin Đức Chúa Trời để thành người tốt và theo chính đạo. Vậy tại sao chính phủ lại bức hại chúng tôi? Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại ghét người tin Đức Chúa Trời đến như vậy? Những câu hỏi ấy không ngừng vang lên trong tâm trí non nớt của tôi. Vẫn còn nhìn hả? Sắp về tới nhà rồi. Bình tĩnh đi, vẫn còn sớm. Sắp mà. Đến rồi. Coi nôn. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của thần Hy. Chắc con bé nhớ nhà lắm. Tất nhiên, không nhớ sao được. Đã gần 2 tháng rồi. Vậy hay vậy quá. Anh nghĩ lần này có thể xem là thắng lợi trở về không? Chắc chắn. Chắc chắn rồi. Tất nhiên rồi. Phải. Đúng vậy. Chúng ta đã học hỏi được rất nhiều. Mọi người mà nghe tin này chắc sẽ vui phát ngất luôn. Em về rồi. Ba mẹ đâu rồi? Đang chuẩn bị tụ họp. Em có gì trong túi vậy? Lát nữa anh sẽ biết liền. Nhìn em vui chưa kìa. Mẹ ơi, con về rồi. Mẹ ơi. Lạnh lắm không dạ con? Dạ không. Con dùng đông bắc. Lạnh, lạnh góng luôn. Thần Hy, em về rồi thì hay quá. Chào Tân Nguyệt. 2 tháng nghe thuyết giảng chắc con học được không ít ha. Ừ. Ba, con mang về vài tin tốt cho mọi người nè. Tin tốt là tốt gì vậy? Nào, qua đây đi. Nào mọi người. Em phải thích quá vậy. Tin tốt gì vậy? Ừ, cho mọi người biết đi. Là gì vậy? Nhìn xem nè. Những lời của Đức Thánh Linh. Những lời của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã lên tiếng. Nào, mọi người ngồi đi. Mọi người ngồi đi. Lời tán dương đã đến Si-ôn và nơi ngự của Đức Chúa Trời đã xuất hiện. Muôn dân đang truyền tụng tên thánh vinh quang của Đức Chúa Trời. Ôi, Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là đấng đứng đầu vũ trụ, đấng Christ của thời kỳ sao rốt. Là mặt trời chiếu rọi trên ngọn núi Si-ôn uy nghiêm và hùng vĩ của toàn vũ trụ. Amen. Vị quân vương đắc thắng đã ngự trên bảo tọa vinh quang. Ngài đã cứu rỗi thành công các dân sự của mình và dẫn dắt họ hiển hiện trong vinh quang. Vạn vật đều nằm trong tay Ngài. Ngài đã xây dựng và củng cố Si-ôn bằng sự khôn ngoan và quyền năng thần thánh. Ngài phán xét thế giới tội ác này, phán xét muôn dân muôn nước bằng sự oai nghi. Mặt đất, đại dương và những vật sống trong đó, cho đến những kẻ say sưa trong men đồng buông tuồng, Đức Chúa Trời nhất định sẽ thi hành phán xét. Đức Chúa Trời nhất định sẽ trút cơn thịnh nộ lên họ. Năm 1991, chúng tôi nghe được những lời của Đức Thánh Linh tại một hội thánh tư gia. Mọi người đều vui mừng và háo hức chia sẻ tin này. Đều đặn mỗi 1 hoặc 2 ngày lại có thêm một chương trong lời của Đức Thánh Linh. Lời của Đức Chúa Trời tiết lộ nhiều lẽ thật về đức tin vào Ngài và những bí ẩn trong Kinh Thánh, ban cho chúng tôi những con đường để thực hành lẽ thật và bước vào sự sống. Đọc những lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày giúp con tim chúng tôi được nuôi dưỡng và tưới tắm. Mọi người đều đắm chìm trong niềm hân hoan và vui sướng.
Tuy nhiên, nửa năm sau, các vụ bắt bớ và đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại lần nữa giáng xuống đầu chúng tôi. Cha mẹ và anh trai tôi đều bị bắt. Những cuốn sách này từ đâu ra? Chúng được in ở đâu? Không ai chịu nói à? Cô nói đi. Tôi không biết. Ông là người tổ chức hội họp phải không? Nói đi, những cuốn sách này từ đâu mà có? Tôi không biết. Ba tôi dừng lại. Ông ấy không được khỏe. Đừng đánh nữa ba. Ba, đừng đánh nữa. Đừng gì đó. Ông ấy không được khỏe. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đánh ba. Đừng đánh ông ấy mà. Ba. Đừng đánh ông ba. Ấy. Đừng đánh. Đừng đánh nữa. Được thôi. Phạt 600 tệ sao? Ừ. Cảnh sát giữ máy ghi âm của chúng ta làm vật thế chấp. Họ bảo chúng ta đi mượn tiền. Đúng là lũ thổ phỉ ác ba. Nhiều tiền như vậy, đi đâu mượn đây? Các người đi được rồi. Chúng ta phải tiếp tục bắt giữ và phạt bọn tín đồ đó. Còn phải điều tra về những cuốn sách này. Rõ. Ba. Ba ơi, ăn chút súp trứng đi. Nè ba. Thần Hy à, đồ đạc của con đã gói ghém xong rồi.
bọn cảnh sát đó đang điều tra nguồn gốc của những cuốn sách. Con tới nhà Tân Nguyệt ở vài ngày, đợi chuyện này lắng xuống rồi hãy về. Trên đường đi nhất định phải cẩn thận. Cái gì vậy? Đừng chào. Các người làm gì vậy? Làm gì vậy? Mẹ ơi, làm gì vậy? Đừng, đừng, không được động đậy. Nói nhiều. Cô lấy những cuốn sách này từ đâu hả? Chúng được in ở đâu? Nói đi. Nói đi. Đội trưởng. Đội trưởng. Đội trưởng. Đội trưởng. Lý Thần Hy tuổi còn nhỏ mà đã rất to gan, cả gan phân phát đống sách Cơ Đốc giáo này. Cô có biết chính phủ quốc gia đang cực lực đàn áp các hội thánh tư gia không hả? Vậy mà các người còn dám lén in tài liệu tôn giáo rồi phát cho các hội thánh. Cô có biết đó là tội gì không? Cô đang truyền bá văn hóa phẩm tà giáo và tuyên truyền tà đạo, âm mưu lật đổ chính phủ quốc gia. Nhiều đó thôi cũng đủ để cô ngồi tù 10 đến 20 năm rồi. Cô nên mau khai ra những cuốn sách này từ đâu mà có. Nói đi. Nếu không nói, tội của cô sẽ còn nặng hơn. Đức tin của tôi không hề phạm pháp, tôi không có gì để khai hết. Khốn kiếp, tuổi còn nhỏ mà cứng mồm cứng miệng quá hả? Mày thật sự đã bị tẩy não rồi có phải không? Nói mau, nói mau. Cô chỉ mới 17 tuổi, chúng tôi không nhẫn tâm cho cô đi lao động cải tạo, miễn là cô khai ra hết những gì cô biết, chúng tôi sẽ thả cô về nhà ngay. Cô thấy sao hả? Là tín đồ, chúng tôi đọc lời Đức Chúa Trời, làm người tốt và theo chính đạo. Tại sao chính phủ không để chúng tôi yên? Sao cứ nhất quyết bức hại chúng tôi? Cô bé ngốc nghếch, cô thì biết cái gì chứ? Ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc phản đối điều gì thì điều đó là phạm pháp. Có hiểu không hả? Cô không tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc mà khăng khăng tin vào Đức Chúa Trời, lại còn truyền bá phúc âm khắp nơi. Nếu cứ như thế thì người tin Đức Chúa Trời ngày càng nhiều, người tin Đảng Cộng sản ngày càng ít. Nên chúng tôi phải tóm gọn và càn quét tất cả các người. Đó là chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là luật pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô có hiểu chưa? Nói mau, nói. Không nói thì bọn tao đánh cho chết. Anh, đi theo tôi. Đi nhìn lên. Đi mau. Vào trong đó. Nhìn lên. Ba. Thần Hy. Thần Hy à. Đứng yên. Nếu cô vẫn không muốn nói, chúng tôi sẽ bắt cha cô nói.
Chuyện này không liên quan tới bà tôi. Sao ông lại đánh ông ấy? Không liên quan hả? Nói đi, con gái ông lấy những cuốn sách đó từ đâu? Chúng được in ở đâu? Chết tiệt. Đừng đánh nữa. Cô nhẫn tâm sao? Lão khốn! Tránh sang một bên! Ngoan! Nói! Nói mau! Có nói hay không? Nói! Nói! Cộng sản Trung Quốc đúng là lũ tồi tệ. Con bé này chỉ tin Đức Chúa Trời chứ đâu có làm gì sai. Vậy mà chúng đánh cha nó ngay trước mặt nó, sao có thể dụng hình bất cung như vậy? Thật là tàn nhẫn mà. Không sao đâu, không sao đâu. Đừng khóc, đừng khóc nữa. Chúng tôi đã biết hết về việc làm của cô. Cô xem, có người đã thú nhận và được về nhà. Chẳng phải là ngớ ngẩn khi cứ cứng đầu không khai sao? Chỉ cần cô khai ra mọi thứ, tôi sẽ cho xe đến để đưa cha con cô về nhà. Lời hứa như đinh đóng cột. Cha cô có được tự do hay không còn tùy thuộc vào thái độ của cô. Tôi sẽ hỏi cô mấy câu, và cô chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu. Có phải cô đã đến làng Dương Gia để dự một cuộc tụ họp không? Cô đã đến vùng Đông Bắc để nghe thuyết giảng sao? Ai là người đã thuyết giảng cho các cô? Những cuốn sách đó được in ở đâu? Hả? Tôi không biết họ. Tôi không biết sách được in ở đâu. Thank you.
lớp của con. Đừng có nói bậy. Ủa, đó không phải là con gái của Lý Trùng Đạo sao? Con bé ngoan lắm mà, tại sao lại bị như vậy hả? Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt hết tất cả các tín đồ, ngay cả một bé gái cũng không tha. Con bé chỉ mới mười mấy tuổi đầu thì biết gì chứ. Thì tin gì được mà mày đặt lại. Con nhóc nó không thể làm gì có ích hơn sao? Ăn no làm chuyện không đâu. Đáng đời mà. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài hãy trói chặt Sa Tăng và bịt miệng hắn lại. Nghi phạm Ngô Đức Thuận bị giam giữ hình sự theo quy định của pháp luật. Lý Thận Hy bị giam giữ hình sự theo quy định của pháp luật vì phân phối bất hợp pháp văn hóa phạm tà giáo và gây rối nghiêm trọng trật tự xã hội. Dương Hữu Tài dính líu đến các vụ trộm cắp tài sản cá nhân liên tiếp dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Viết bản kiểm điểm đi. Bị cái gì vậy? Mau viết đi. Không chịu viết hả? Hả? Cô sẽ lao động khổ sai ít nhất 3 năm. Sau đó mà vẫn còn tin thì lánh thêm 3 năm nữa. Còn tin nữa thì thêm 3 năm. Cô sẽ ở tù suốt quãng đời còn lại và ngồi sớm tới lúc mục xương. Viết nhanh đi, không thì biết tay bọn này đó. Lý Thần Hy. Dương. Mau ra đây, ba mẹ cô gửi tấm chăn. Nè, gia đình cháu gửi chăn tới sao? Cháu sao vậy? Trời nóng vậy mà họ lại gửi cháu tấm chăn dày thế này. Chắc cháu sắp đến trại lao động rồi. Nè, đừng suy nghĩ nhiều quá. Xem có gì trong đó không. Đi đi, các cô nhìn gì chứ. Lại đây. Nè, xem thử đi. Còn nữa nè. Đừng nản lòng, đừng yếu đuối, và ta sẽ làm mọi thứ trở nên rõ ràng cho ngươi. Con đường đến với Dương quốc không quá bằng phẳng, không có gì đơn giản như thế.
ngươi muốn phước lành đến với mình một cách dễ dàng, phải không? Ngày nay, mọi người sẽ phải đối mặt với những sự thử luyện cay đắng. Nếu không có những sự thử luyện như vậy, lòng yêu thương mà các ngươi dành cho ta sẽ không lớn mạnh hơn, và các ngươi sẽ không có tình yêu đích thực dành cho ta. Cả khi những thử luyện này chỉ là những tình huống nhỏ, thì mọi người đều phải vượt qua chúng. Chỉ là độ khó của các sự thử luyện sẽ khác nhau đối với từng người. Những người sẽ chia điều cay đắng của ta chắc chắn cũng sẽ chia điều ngọt ngào từ ta. Đó là lời hứa của ta và phước lành của ta dành cho các ngươi. Đừng ngần ngại ăn uống và tận hưởng những lời của ta. Khi bóng tối qua đi, ánh sáng hội tụ, bầu trời đen tối nhất trước buổi bình minh, sau đó sẽ dần sáng lên, và rồi mặt trời hé rạng, đừng sợ hãi hay rụt rè. Tôi tin vào Đức Chúa Trời thật, và tôi sẽ không bao giờ phản bội Ngài. Người thì nhỏ nhưng thái độ thì lớn lối đó. Vậy thì chờ mà vào trại lao động đi. Thần Hy, anh hai, ba đâu rồi? Ba đã ra ngoài rồi. Nhờ gì của chúng ta dùng mối quan hệ đúc lót để cứu hai người. Nếu không, em sẽ phải đi lao động cải tạo. Đi, về nhà thôi. Sau khi bị bắt giữ và bức hại, con đã thấy chế độ Satan này căm ghét các tín đồ và sự thật trong lời Đức Chúa Trời đến mức nào. Chỉ có tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho con người là chân thật nhất. Trong nghịch cảnh, chỉ có Ngài là chỗ dựa của ta. Bắt đầu từ năm 1995, tôi và các anh chị em đã đi qua Hà Nam, Hà Bắc và Sơn Tây để chia sẻ phúc âm Dương Quốc. Nhiều người đọc lời của Đức Chúa Trời toàn năng đều nhận ra đây là tiếng nói của Đức Chúa Trời và Ngài là Đức Chúa Giê-xu trở lại. Từng người một họ chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời toàn năng của thời kỳ sau rốt. Ta chỉ có thể được cứu rỗi và vào Vương quốc thiên đàng bằng cách chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời toàn năng của thời kỳ sau rốt. Tạ ơn Đức Chúa Trời, tuyệt quá. Chúng ta nên chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Để khỏi đây, rút ra ngoài ngay. Nói lên tôi sẽ gọi cảnh sát. Chúng tôi không chấp nhận phúc âm của các người. Đi. Chúa là tinh và kinh thánh. Đảm bảo. Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu một chiến dịch toàn quốc vào năm 1996 để chống lại cái mà chúng gọi là hoạt động bất hợp pháp. Các hội thánh tư gia, đặc biệt là hội thánh Đức Chúa Trời toàn năng, bị bắt giữ trên quy mô lớn. Con gái của bà đâu? Năm đó, cảnh sát đã đến nhà để bắt giữ tôi, nên tôi không dám quay về nhà lần nào nữa. Tôi cảm thấy rụt rè và sợ hãi trước sự đàn áp và bắt bớ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi cầu nguyện và nương tựa vào Đức Chúa Trời, được khích lệ bởi lời Ngài. Chúng tôi kiên trì rao giảng phúc âm và làm tròn bổn phận. Lý Trung Đạo có ở nhà không? Lý Trung Đạo. Chào ông Lý Trung Đạo. Mời ông đến bệnh viện huyện một chuyến. Đến bệnh viện huyện để làm gì? Để nhận dạng một thi thể. Một thi thể à? Một thi thể. Thi thể nào?
Chuyện gì đã xảy ra nào chưa? Có chuyện gì vậy? Con gái của ông bà chết rồi. Mẹ. Năm 1998, tôi nghe nói mẹ đã chịu một cú sốc tinh thần lớn và không còn như trước nữa. Tôi thực sự muốn về nhà thăm bà. Nhưng vì sợ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt, tôi chưa bao giờ dám trở lại. Năm 2004, tôi đi ngang gần huyện nhà nên cuối cùng đã đánh liều đến thăm mẹ. Ba. Mẹ. Thần Hy. Mẹ, là con đây. Thần Hy. Mẹ ơi, con trở về rồi. Con về rồi. Thần Hy đã về rồi. Ba. Thần Hy đã về rồi. Con gái cưng. Về rồi thì tốt. Về rồi thì tốt. Không ai thấy con về đâu chứ. Không à. Ba, sức khỏe của ba thế nào? Cũng ổn. Con không cần lo đâu. Thần Hy. Anh hai. Em quay trở lại rồi. Anh tưởng mẹ đang tìm gì vậy? Con gái cưng, ăn kẹo đi. Nào, ăn chút đi. Mẹ, mau ăn kẹo đi. Để con ăn tự đi. Lấy. Mau ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Mẹ. Mẹ. Ăn đi. Mẹ sẽ đi chiên cho con một quả trứng. Con thích nhất món đó mà. Mẹ ơi, không cần đâu. Muộn rồi, chúng ta không nên đánh thức hàng xóm. Mẹ sẽ làm khẽ thôi, khẽ thôi. Mẹ, không cần mẹ đâu. Mẹ sẽ làm khẽ thôi. Mẹ. Không sao đâu, cứ để mẹ làm đi. Thần Hy rất thích trứng chiên. Con gái cưng của mẹ rất thích trứng chiên. Ba ơi, tại sao mẹ lại như vậy? Đảng Cộng sản Trung Quốc đã theo dõi sát sao nhà ta kể từ khi con rời đi. Cảnh sát và cán bộ thôn thường xuyên đến để tra hỏi xem con đang ở đâu. Mẹ con sợ con ở ngoài đó bị bắt, lại sợ cha sẽ bị cảnh sát bắt và sẽ bị đánh chết như anh Chung. Bà ấy ngày đêm lo lắng, lúc nào cũng đóng chặt cổng chính lại, sợ bọn cảnh sát sẽ xông vào. Sau đó, một cảnh sát tới biểu ba mẹ đi nhận dạng một thi thể tại nhà xác.
anh ta nói con chết rồi. Mẹ con chịu cú sốc nặng nên thành ra thế này. Đức tin của gia đình ta là một điều tuyệt vời. Bà chưa từng tưởng tượng. Thôi được rồi, nói chuyện khác đi. Thấy con khỏe mạnh là bà vui lắm rồi. Phải rồi thần Hy, em sẽ ở lại một vài ngày chứ. Cảnh sát vừa mới đến để gặng hỏi về em. Em ghé qua để thăm mọi người trước khi trời sáng là phải đi rồi. Ba, con đã mua cho ba và mẹ vài bộ quần áo. Mua làm gì cho mất công. Ba thử xem có mặc vừa không. Con gái đừng đi mà. Mẹ, con không đi đâu. Thần Hy sẽ không đi đâu. Thần Hy sẽ không đi đâu. Ba, con phải đi rồi. Hội thánh đang rất bận rộn với công việc truyền bá phúc âm, và nhiều người vẫn chưa biết Đức Chúa Trời đã trở lại. Con không thể vì chuyện gia đình mình mà bỏ bê bổn phận truyền bá phúc âm được. Như vậy là bất trung với Đức Chúa Trời. Ở ngoài đó con phải cẩn thận. Hãy cầu nguyện và nương tựa vào Đức Chúa Trời, cố giữ an toàn. Cảnh sát vẫn đang truy lùng con. Con nên đi đi. Em đừng lo, mọi việc ở nhà đã có anh lo. Đức Chúa Trời, Ngài biết những nhược điểm của con. Xin hãy khai sáng và dẫn lối con. Cho con niềm tin và sức mạnh để đứng vững trước chông gai.
Trước đây, mọi người đều sẽ đến trước Đức Chúa Trời để thề nguyện và họ sẽ nói rằng ngay cả khi không ai khác yêu Đức Chúa Trời, con phải yêu Ngài. Nhưng giờ đây, sự tinh luyện đến với ngươi, và vì điều này không phù hợp với các quan niệm của ngươi nên ngươi mất đức tin vào Đức Chúa Trời. Đây có phải là tình yêu chân thật không? Ngươi đã đọc nhiều lần về những việc làm của Job. Ngươi đã quên chúng rồi chăng? Tình yêu đích thực chỉ có thể hình thành từ bên trong đức tin. Ngươi nảy sinh tình yêu thực sự dành cho Đức Chúa Trời thông qua những sự tinh luyện ngươi trải qua, và chính qua đức tin của mình mà ngươi có thể quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời trong những trải nghiệm thực tế của ngươi, và cũng chính qua đức tin của mình mà ngươi từ bỏ xác thịt của bản thân và theo đuổi sự sống. Đây là điều mọi người nên làm. Nếu ngươi làm điều này thì ngươi sẽ có thể thấy những hành động của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu ngươi thiếu đức tin thì ngươi sẽ không thể thấy được những hành động của Đức Chúa Trời hay trải nghiệm được công tác của Ngài. Đức tin và tình yêu mạnh mẽ nhất là điều chúng ta cần phải có. Trong giai đoạn công tác này, chúng ta có thể vấp ngã từ sự sơ suất nhỏ nhất, bởi giai đoạn công tác này khác với tất cả các giai đoạn trước đây. Điều mà Đức Chúa Trời đang hoàn thiện là đức tin của nhân loại, điều vừa vô hình vừa mơ hồ. Điều Đức Chúa Trời làm là chuyển đổi lời thành đức tin, thành tình yêu, thành sự sống. Con người phải được tinh luyện hàng trăm lần, cho đến khi đức tin của họ mạnh mẽ hơn cả Job. Họ phải chịu đựng sự đau khổ và mọi kiểu hành hạ không thể tin được, mà không bao giờ rời xa Đức Chúa Trời. Khi họ dân phục cho đến chết và có đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời, thì khi ấy giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời hoàn thành. Amen. Amen. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời luôn có mặt để nâng đỡ và trợ giúp chúng ta. Những lời này của Ngài làm sáng rõ lòng ta và tiếp thêm cho ta sức mạnh. Phải, lời Đức Chúa Trời thật tuyệt. Đúng vậy. Lời Đức Chúa Trời thật tuyệt. Năm 2009, tôi đổi tên thành Phương Khiết và đã đi qua Tứ Xuyên, An Quy và Sơn Đông để làm việc cho hội thánh. Trong năm đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại khởi động một chiến dịch toàn quốc khác chống lại Hội thánh Đức Chúa Trời toàn năng. Dừng lại! Các anh làm gì vậy? Đứng lại! Khắp nơi trên cả nước liên tục có tin các anh chị em bị bắt giữ. Làm gì vậy? Hai lãnh đạo cấp cao là anh Tiêu Lực và chị Hữu Linh cũng bị bắt. Suốt những năm tin vào Đức Chúa Trời, tôi chưa bao giờ thấy nhiều vụ bắt giữ đến vậy. Một cảm giác u ám và đen tối đè nặng lên toàn Trung Hoa. Dường như chẳng còn nơi nào là an toàn cả. Bầu không khí kinh hoàng đến nghẹt thở. Tháng 8 năm đó, chúng bắt đầu việc bắt giữ quy mô lớn ở Lâm Nghi, Sơn Đông, nơi tôi đang truyền bá phúc âm. Đảng Cộng sản Trung Quốc cử lực lượng lớn cảnh sát phong tỏa đường phố và bắt giữ các cơ đốc nhân. Dậy đi! Ngồi xuống! Khốn kiếp! Đi! Tại sao lại bắt chúng tôi chứ? Cô phải đi ngay. Chị Tề và những người khác đã bị bắt rồi. Mau lên. Nếu không là không ra khỏi thành phố được đâu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi không biết phải đi về đâu. Có những vụ bắt bớ ở Sơn Đông và Giang Tô.
Hà Nam là tâm điểm của các cuộc càn quét của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi nghe nói tình hình ở Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên cũng rất căng thẳng. Tôi nghĩ về nơi duy nhất còn lại mà mình có thể đến. Kiểm tra thường lệ, lấy chứng minh thư ra. Cô. Cô, chứng minh thư. Anh. Cô. Chứng minh thư. Chứng minh thư. Xin Đức Chúa Trời hãy dẫn lối cho con. Giờ con phải đi đâu nữa đây? Phương Khiết. Chị Lý. Nào, vào đi. Anh Dương. Chị Phùng. Đây là chị Phương. Chị ấy vừa chạy đến phụ Dương và cần ở lại đây vài ngày. Được rồi, vào đi. Đây, ngồi đi. Chị cứ an tâm ở lại đây một thời gian nha. Đang học hát à? Ừ. Chị Phùng à, chiều nay chị giúp tôi đưa cái này cho chị Lưu, nhờ chị ấy chuyển đến Từ Châu càng sớm càng tốt nhé. Được. Cháu học thuộc chưa? Sắp rồi, cùng nhau hát nha. Được thôi. Mấy hôm trước, tôi nghe tin từ các anh chị ở Hà Nam rằng anh Tiêu Lực bị phán tù 15 năm. 15 năm? Còn bốn anh chị em khác thì bị phán 10 năm tù hoặc hơn nữa. Đức tin của chúng ta vi phạm luật gì chứ? Lại bị phạt tù nặng đến vậy? Ủa, còn chị Hữu Linh thì sao? Chị ấy bị phán mấy năm? Chị chưa nghe nói sao? Chị Hữu Linh đã bị cảnh sát đánh chết rồi. Đánh chết sao? 5 ngày sau khi bị bắt, chị ấy đã bị tra tấn đến chết. Chồng chị ấy phát hiện nhiều vết bầm tím khắp cơ thể chị, nhưng cảnh sát không chịu thừa nhận. Họ khẳng định chị ấy bị đau tim mà đột tử.
Và những vết thương đó chỉ xuất hiện sau khi chị ấy chết. Sao mẹ đi gửi thư đến giờ này vẫn chưa về? Mẹ! Chị Phương! Vừa rồi trên đường về, có người theo dõi tôi. Cắt đuôi được chúng không? Cắt được rồi. Ở đây không còn an toàn nữa. Chúng ta phải chuyển đi ngay lập tức. Giờ chúng ta có thể trốn ở nhà cũ của chị tôi. Được, được. Nhanh lên dọn đồ đi. Nghỉ một lát đi. Năm nay chúng ta đã chuyển nhà nhiều lần lắm rồi. Chuyển nhà như vậy cũng là một bài học đó. Chúng ta theo Đức Chúa Trời thì phải chịu đựng đau khổ. Lúc nào con cũng thấp thỏm lo sợ. Mỗi khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa là tim con đập thình thịch như muốn nổ tung. Cứ sợ cảnh sát sẽ xông vào. Ngay cả lúc ngủ con cũng nằm mơ thấy mình bị cảnh sát ruồng. Mô xí chí đa phán sư biên yếu Yê hơ hoa sô sư trí suy yông liều.那是因为他的心，越剥丢掉了满山的牛羊，失去了万贯家产，浑身长疮。那是因着他的心，他能听见耶和华的声音，看见耶和华的荣耀。 那是因着他的心，彼得能跟随耶稣基督，是因着他的心，他能为神钉十字架有荣耀见证，也是因着他的心，约翰看见人子荣耀的形象。 是因着他的心，看见末世的异象，更是因着他的心。那些所谓的外邦的众百姓，之所以获得神的启示，获得神的启示。
身已重返肉身，做工在人中间，也是因着他们的心，因着他们的心。Năm 2012, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đợt bắt bớ hàng loạt khác nhắm vào Hội Thánh Đức Chúa Trời toàn năng. Vài ngày trước đợt bắt bớ, tôi đã đến Từ Châu để truyền bá phúc âm. Tôi vẫn thận trọng như mọi khi, nhưng tôi không hề biết nguy hiểm đang rình rập mình. Alo. Đi. Đi mau. Làm gì vậy? Ngồi xổm xuống. Tôi sẽ hỏi cô lần nữa. Cô có phải là Phương Khiết? Cô có phải lãnh đạo Hội Thánh không? Cô tưởng chúng tôi không biết gì sao? Chúng tôi đã thu giữ tất cả những cuốn sách mà cô in. Cô là kẻ chịu trách nhiệm chính. Ngồi dậy. Dậy mau lên. Nói đi. Tiền của Hội Thánh cô để ở đâu? Hả? Lãnh đạo của các người là ai? Có nói hay không hả? Hả? Có nói hay không? Nói hay không hả? Nói hay không? Nói hay không hả? Hả? Nói hay không? Nói hay không? Nói hay không? Nói hay không? Vậy anh hãy cho tôi biết trước. Anh tên gì? Tên đầy đủ là gì? Sao cô lại hỏi tôi vậy? Anh đang thẩm vấn tôi mà. Tôi không có quyền biết tên của anh hay sao? Mẹ kiếp. Khốn kiếp. Ngồi dậy mau. Cứng đầu thật. Ngồi dậy. Ngồi xổm dậy. Nhiều tên sĩ quan đã cố gắng nhưng không tra hỏi được gì từ tôi. Chúng đã chuyển tôi đến Nam Kinh để thẩm vấn thêm. Cô là Phương Khiết. Cô có phải lãnh đạo Hội Thánh không? Nói mau. Cô nghĩ cô cứ thế im lặng và không phải nhận án tù sao? Đừng có đặt cược vào vận may của mình. Ủy ban Trung ương đã ra lệnh cho chúng tôi quét sạch các người và loại bỏ hoàn toàn Hội Thánh Đức Chúa Trời toàn năng. Nếu cứ khăng khăng bám vào đức tin của mình, cô sẽ không chỉ nhận án tù mà còn có thể trả giá bằng mạng sống. Có đáng không? Suy nghĩ kỹ đi. Ở Trung Quốc, đi theo Đảng Cộng sản Trung Quốc là cách duy nhất để tồn tại. Tin vào Đức Chúa Trời hoàn toàn không phải là một lựa chọn. Sau khi bắt được tôi, bọn cảnh sát không cho tôi chợp mắt hay ăn uống gì. Chết tiệt, muốn ngủ hả? Không được ngủ. Tôi đã hoàn toàn kiệt sức sau 3 ngày 3 đêm bị hành hạ. Cảm giác như có một tảng đá to đè lên ngực khiến tôi không thở nổi.
tôi sẽ cho cô thêm 30 phút. Nếu vẫn không khai, tốp cảnh sát tiếp theo sẽ không tử tế với cô như tôi đâu. Bây giờ là 2:30. Tôi đợi cô đến 3 giờ. Đã 10 phút rồi đó. Có suy nghĩ kỹ chưa? Cô ta chịu nói chưa? Hai mươi phút rồi. Còn 5 phút nữa. Tốt hơn cô nên nghĩ kỹ. Đừng nói tôi không cho cô cơ hội đó. Lạy Đức Chúa Trời, con không biết chúng sẽ còn làm gì với con nữa. Xin hãy bảo vệ con để con có thể vượt qua gian khó và làm chứng cho Ngài. Bây giờ là lúc ta thử ngươi. Ngươi có dâng lòng trung thành của ngươi cho ta không? Ngươi có thể trung thành theo ta đến cuối con đường không? Đừng e sợ. Với sự hỗ trợ của ta, ai có thể ngăn trở con đường này chứ? Sao rồi hả? Cô đã quyết định chưa? Tôi không làm gì bất hợp pháp cả. Tôi không có gì để khai. Khốn kiếp, miệng mồm cứng đấy. Cô có tiền sử mắc bệnh gia đình không? Cô ta bị bệnh tim nặng, bọn tôi không giữ cô ta lại ở đây được. Không sao đâu, cô ta sẽ chỉ ở đây một tuần, không chết được đâu. Vào đi. Cởi đồ để lục soát. Cởi quần áo ra. Nhanh lên. Cởi. Nhanh lên. Cởi hết ra. Mau lên. Cởi hết. Cô nghe không? Có cần tôi giúp cô không? Mau.
Giang tay ra, hai chân giang ra, quay người lại, quay lại. Giang chân ra, giang tay ra, giang ra, giang tay ra, quay lại, hai chân giang ra, cao hơn. Vào đi. Đi vào. Hãy chăm sóc tốt cho cô ta nha. Mày đã phạm tội gì? Sao mà kết cục lại vào đây vậy? Tin vào Đức Chúa Trời. Tin vào Đức Chúa Trời hả? Vậy giờ Đức Chúa Trời đâu? Phải đó. Ông ta ở đâu rồi? Cởi quần áo ra. Tại sao? Để lục soát. Họ vừa lục soát rồi. Phải lục soát lần nữa. Đó là luật. Cởi đồ ra. Nhanh lên. Có cởi hay không? Mau lên. Mau lên. Đừng có lề mề. Mày có nhanh lên không hả? Cởi hết quần áo ra. Mau lên. Mày vào tới đây thì đừng có giả vờ ngây thơ nữa. Nhanh nào. Dang rộng hai chân rồi đứng lên ngồi xuống. Ngồi xuống. Tôi đang trong kỳ kinh nguyệt. Đừng phí lời. Làm đi. Nhanh lên. Mau lên. Đứng lên. Ngồi xuống. Đứng lên. Ngồi xuống. Đứng lên. Ngồi xuống. Đứng lên. Ngồi xuống. Đảng Cộng sản Trung Quốc thật sự quá xấu xa. Chúng thấp hèn hơn cả giả thú và đáng bị nguyền rủa. Có thể cho tôi xin một ít giấy vệ sinh không? Nói bọn bay rồi, không ai được giúp nó, có nghe không? Dậy đi, đến ca của cô rồi, nhanh lên.
Ngày đầu tiên trong trại giam, tôi phải phụ trách ca trực 2 tiếng rưỡi mỗi đêm, đi đi lại lại không ngừng. Ngay cả khi tim tôi đỡ chứng cũng không dám dừng lại. Muốn đòn hả? Nếu không, tôi sẽ bị phạt trực ca 5 tiếng đồng hồ vào ngày hôm sau. Tôi thực sự đã hiểu được cảm giác mỗi ngày đều dài đằng đẵng như 1 năm. Tôn Tịnh, nhanh chân lẹ tay lên. Đánh răng gì mà lâu vậy? Có nhanh lên hay không? Sắp tới giờ ăn rồi, nhanh lên. Lý Thần Hy, lại đây. Đi cọ nhà vệ sinh. Nhanh lên. Mày cọ kiểu gì vậy? Thọc cánh tay sâu xuống. Cọ cho sạch đi. Sâu xuống. Sâu xuống nữa. Ăn được rồi. Làm ơn, tôi muốn đi vệ sinh. Tôi cũng vậy, làm ơn. Còn ai cần đi không? Có tôi. Mày đi trước. Đứng lại. Ai cho mày xuống? Hết giờ rồi. Để lần sau đi. Về chỗ. Mày nhìn gì đó? Không hiểu tiếng người hả? Cô ấy bảo về chỗ. Dừng lại. Dép của mày sao vậy? Để ngay ngắn lại. Ở đây không có một chút tự do hay phẩm giá nào. Dù là ngồi hay đi đứng hay xuống giường đều có đủ thứ quy tắc. Làm ơn đi vệ sinh. Nhịn đi. Ngay cả việc đi nhà vệ sinh, quyền cơ bản nhất của con người cũng bị hạn chế nghiêm ngặt. Tôn Tịnh tè ra quần. Hướng quá à. Thiệt là xấu hổ. Tôn Tịnh, mày bị làm sao vậy? Dọn sạch đi, nhanh lên. Ai bảo cô tè lên giường vậy? Dọn sạch đi. Mày bị đần sao? Có bị bệnh không? Không có gì mà khóc. Dọn mau. Một vài tù nhân cuối cùng đã phát điên, không chịu nổi sự giày dò và hành hạ lâu ngày. Điên thật hay là giả dờ vậy? Đang giả dờ phải không? Điên thật à. Ăn đi. Ăn. Ăn nữa đi. Ăn nữa đi.
Nhà tù đó của Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự là địa ngục trần gian. Lý Thần Hy, nó đang đi vệ sinh. Thẩm vấn. Lý Thần Hy, chúng tôi biết mọi thứ về gia đình cô. Cô có phải là Phương Khiết hay không? Cô sẽ không khai bất cứ gì vì sợ phản bội đức chúa trời của cô, sợ trở thành chiêu đá phải không? Chúng tôi đã bảo đám bạn trong hội thánh của cô rằng cô đã khai ra mọi chuyện. Dù cô có được ra ngoài thì họ cũng sẽ không nhận lại cô đâu. Đằng nào thì cô cũng tàn đời. Cô là một trường hợp đặc biệt. Chúng tôi có thể nhốt cô vô thời hạn. Muốn nhốt cô bao lâu cũng được hết. Về phòng mà nghĩ kỹ lại đi. 3 tháng đầu trong trại tạm giam, cảnh sát thường xuyên thẩm vấn tôi. Có khi là từ sáng đến tối mịt. Nói đi. Tôi đã vô cùng căng thẳng trước những lời đe dọa và dụ dỗ liên tục của chúng. Cô đã làm gì ở Từ Châu? Đôi khi tôi cảm thấy hoảng sợ, tức ngực và đau nhói ở tim. Không những tra khảo, chúng còn bắt tôi xem các video ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc mỗi ngày, rồi nói về những điều tôi đã học được. Đối với tôi, đó cũng là một loại tra tấn khác. Nói xem, cô đã học được gì sau khi xem Đại hội Toàn quốc lần thứ 18? Tôi không có gì để nói cả. Cô phải nói. Tôi chỉ hy vọng Đảng Cộng sản Trung Quốc tôn trọng luật pháp, cho phép chúng tôi có tự do tín ngưỡng, ngừng bắt bớ và bức hại các cơ đốc nhân. Miệng cô đúng là cái gì cũng dám nói. Ghi lại đi. Người kế tiếp. Khi mùa đông bắt đầu, trời càng ngày càng lạnh giá, và những ngày tù tội của tôi lại càng khó khăn hơn. Nước lạnh quá đi. Mau lên đây. Đừng có lề mề nữa. Mau lên. Lạnh chết mất. Đảng Cộng sản Trung Quốc đúng là độc ác. Mùa đông mà ngày nào cũng tắm bằng nước lạnh thế này thì chúng ta chết mất. Bọn chúng là chuyên gia tra tấn người mà. Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay từ đầu đó không phải thứ tốt lành gì. Miệng thì ngọt ngào nhưng hành động thì xấu xa. Mày nhanh lên, tắm xong thì đi ra, đừng lãng phí thời gian. Thức dậy mau. Nhanh lên, nhanh lên. Sao lại ẩm quá vậy? Nhìn xem, ẩm đến nỗi dắt ra nước luôn nè. Nơi này đúng không phải là cho người ở mà. Trong một môi trường khủng khiếp đến vậy, sức khỏe của tôi tiếp tục xấu đi. Bệnh thấp khớp và bệnh tim của tôi ngày càng tồi tệ hơn. Tôi yếu ớt, đau đớn và luôn muốn nằm nghỉ. Nhưng mỗi lần đến giờ đi ngủ, tôi lại sợ. Bởi vì ngay cả việc ngủ cũng giống như bị trừng phạt. Cái giường chật chội đến nỗi tôi thậm chí không thể nhích người. Cái lạnh, sự thiếu ngủ và cơn đau khiến mỗi bước đi đều như bị tra tấn. Thời gian như thể ngừng trôi, từng giây từng khắc đều là một cuộc đấu tranh tàn khốc. Tôi không ngừng cầu nguyện
hát thánh ca tôn vinh Đức Chúa Trời và xin Ngài ở bên tôi. Chuyện gì vậy? Cô có sao không? Nè đại tỷ, mau thức dậy đi. Lý Thần Hy lại lên cơn đau tim rồi. Lý Thần Hy lại lên cơn đau tim rồi. Tôi có nên báo cho quản giáo không? Quản giáo cũng không làm gì đâu. Lo mà các ca của mày đi. Trời ơi. Tôi sắp chết ở đây sao? Lạy Đức Chúa Trời, mạng sống của con nằm trong tay Ngài. Ngay cả khi không ra khỏi được đây, con vẫn cảm tạ và ngợi ca Ngài. Có cơ hội hiến dâng đời mình để làm chứng cho Ngài, con không hề hối tiếc. Tất cả đều xứng đáng cả. Lý Thần Hy, tôi chưa từng thấy ai cứng đầu như cô. Đã hơn 3 tháng rồi mà cô vẫn không chịu hé môi lời nào. Tôi thật sự phục cô luôn đó. Cô xem, cô thậm chí có thể bịa ra chuyện gì đó để chúng tôi có cái mà ăn nói với cấp trên mà. Tôi vẫn không hiểu. Chính phủ đã thẳng tay đàn áp những người tin vào Đức Chúa Trời toàn năng. Tại sao giáo dân các cô vẫn cuồng tín đến vậy? Cô từ bỏ mọi thứ, quyết tâm tin vào Đức Chúa Trời. Cô cứ trốn chạy, không thể về nhà. Và không ai trả tiền cho cô để làm như vậy. Tất cả là cái gì cơ chứ? Các người đều là những kẻ vô thần, không tin có Đức Chúa Trời. Các người biết gì về đức tin chứ? Các người chỉ quan tâm đến tiền bạc, danh vọng và địa vị. Nhưng những thứ đó có thực sự mang lại bình yên cho các người? Tôi nghĩ những kẻ có những thứ đó còn đau khổ hơn. Ngày nào cũng chỉ nghĩ đến thăng tiến, giàu sang, sửa lưng người khác. Không biết trước được khi nào các người sẽ bị bỏ tù, mất mạng hay mất đi địa vị. Cuối cùng thì thiện giả thiện lai, ác giả ác báo. Thế gian này quá tăm tối và xấu xa. Đức Chúa Giêsu phán, hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Hiện nay thảm họa đang ngày càng nghiêm trọng. Bất cứ ai không có đức tin, không ăn năn sẽ bị cuốn vào tai họa, bị trừng phạt và sẽ chết. Đức Chúa Trời toàn năng bày tỏ lẽ thật để làm tinh sạch nhân loại, cứu ta khỏi những thảm họa để ta có thể vào vương quốc của Ngài. Đó là một điều tuyệt vời. Chúng tôi chia sẻ phúc âm và đưa ra lời chứng để nhiều người chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sao rốt, được Ngài cứu rỗi và trở thành một phần của vương quốc thiên đàng. Làm thế thì có gì sai chứ?
Tại sao các người luôn bắt bớ chúng tôi? Không phải các người nên phục vụ nhân dân sao? Tại sao các người không để những người có đức tin được yên? Lý Thần Hy, cô thôi nói nhảm đi, còn dám giảng đạo cho chúng tôi. Cô đúng là một phân tử thần hóa khó bảo. Lý Thần Hy, cô xem cha mẹ của cô đã quá già rồi, và họ đã chăm sóc cô suốt bao nhiêu năm rồi. Cô không ở nhà chăm sóc họ, thay vào đó lại rong ruổi khắp nơi vì phúc âm của mình. Không phải cô đang phụ lòng cha mẹ sao? Cô có nhận ra rằng cô có thể sẽ không bao giờ gặp lại họ nếu cô bị kết án 10 năm hoặc 20 năm. Cô cam tâm để họ chết già một mình hay sao? Làm vậy không phải quá ích kỷ sao? Chỉ cần cho chúng tôi biết về hội thánh của cô và chúng tôi sẽ cho cô về nhà. Chúng tôi sẽ tìm giúp cô một công ăn việc làm để cô có thể chăm sóc cha mẹ. Cô thấy thế nào? Hồi 13 tuổi, tôi đã bị bắt vì tham gia một cuộc tụ họp. Cảnh sát nhốt tôi trong một căn phòng nhỏ tối om suốt một ngày hai đêm. Tôi không biết sẽ làm thế nào để vượt qua được điều đó nếu không có Chúa ở bên. Khi tôi 17 tuổi, cả gia đình tôi bị bắt vì tin vào Đức Chúa Trời. Cảnh sát thẩm vấn họ không ngừng bằng cách tra tấn, và cha tôi gần như mù một bên mắt vì bị đánh đập. Họ thậm chí còn đánh ông ấy ngay trước mặt tôi, cố ép tôi khai báo cho họ biết tất cả về hội thánh. Tôi đã bị chở đi diễu hành trên đường phố, bị vô số người chế giễu và lăng mạ. Nếu không nhờ sức mạnh mà Đức Chúa Trời ban cho, làm sao tôi có thể chịu đựng được nỗi tủi nhục và đau đớn như thế khi chỉ là một cô gái mới lớn? Sức khỏe của cha tôi giảm sút kể từ khi ông bị đánh, và cuộc sống gia đình tôi lại khó khăn hơn. Chúng tôi phải vật lộn để kiếm sống. Bằng cách này, cảnh sát tiếp tục theo dõi và cố gắng bắt giữ tôi, buộc tôi phải chạy trốn. Cả gia đình tôi sống trong sợ hãi, và cuộc sống ở quê nhà hoàn toàn bị hủy hoại. Khi tôi 23 tuổi, cảnh sát địa phương nói dối với gia đình tôi rằng tôi đã chết, và bảo họ đi nhận dạng thi thể tôi tại nhà xác. Mẹ tôi đã không chịu được cú sốc đó và suy sụp tinh thần. Kể từ đó, bà ấy giống như một người hoàn toàn khác. Lúc thì tỉnh táo, lúc thì ngơ ngẩn. Mọi trách nhiệm trong gia đình
đều đè lên vai anh trai tôi. Là con gái của họ, ngoài việc cầu nguyện ra, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là lo lắng mà thôi. Tôi không thể làm gì cho họ cả. Chính quyền địa phương và cảnh sát không bao giờ rời mắt khỏi nhà chúng tôi, kể cả những ngày nghỉ. Tất cả chỉ để bắt được tôi. Nhà đã mất lâu rồi. Tôi đã không thể quay về trong nhiều năm. Nếu không có Đức Chúa Trời ban cho sự soi dẫn, bảo vệ và niềm tin, nếu không có các anh chị em trong hội thánh, thì tôi không biết mình. Đối với tôi, trở về nhà là một ước nguyện hão huyền. Tôi khao khát được gặp cha mẹ trong những giấc mơ. Đối với tôi như vậy đã là đủ. Những chuyện mà cô nói không phải do chúng tôi làm. Tất cả đều do cảnh sát địa phương của huyện cô, không liên quan gì tới bọn tôi. Chúng tôi thực sự thông cảm với những gì cô đã chịu đựng. Nhưng đây là chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng tôi không còn cách nào. Cô có muốn cải án như hồi cách mạng văn hóa không? Tôi biết những ai tin vào Đức Chúa Trời toàn năng đều là những người tử tế tốt bụng. Và chúng tôi không tư thù gì với cô cả. Nếu cô muốn ghét, hãy ghét Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hơn 4 tháng trôi qua, vì cảnh sát không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để kết án, tôi lại bị bệnh tim nặng. Họ cho tôi tại ngoại trong khi chờ xét xử, rồi lệnh cho công an địa phương và chính quyền tư pháp ở quê tôi giám sát tôi. Lý Thần Hy, về đến nơi thì phải gọi cho tôi ngay. Có nghe không? Vụ án của cô vẫn chưa xong. Ngay khi chúng tôi xác nhận vai trò và công việc của cô trong hội thánh, chúng tôi sẽ bắt cô về. Cô có chạy đến cung trời cuối đất thì chúng tôi vẫn sẽ bắt được cô. Đi đi. Đi. Cảnh sát là người xấu, cảnh sát là người xấu. Họ không phải là người tốt. Cút đi, cút đi. Cảnh sát là người xấu, cút đi, cút hết đi. Cảnh sát là người xấu, cút đi, cút đi, cút đi. Lý Thần Hy, đừng nghĩ rằng cô được tại ngoại thì mọi chuyện xem như xong. Cô là mục tiêu chính bị giám sát trong thành phố này.
Hàng tháng cô phải trình diện tại đồn cảnh sát đúng hạn. Cô bị cấm thực hành đức tin, họp mặt hoặc chia sẻ phúc âm. Cô không được liên lạc với các tín đồ hoặc rời khỏi khu vực. Vậy là tôi không có bất kỳ tự do nào cả. Cô muốn tự do à? Chúng tôi phải theo dõi sát sao các phần tử thần quá. Từ nay, tôi sẽ thường xuyên tới kiểm tra cô. Nếu chúng tôi phát hiện cô đang thực hành đức tin hoặc lén chia sẻ phúc âm, thì cô sẽ ngồi tù ít nhất là 8 năm. Đã hiểu chưa? Chụp ảnh của ta đi. Được. Chụp ảnh làm gì vậy? Tôi để dù cô ta có đi đâu, chúng tôi vẫn lùng ra được. Mọi người hãy giúp chính phủ để mắt đến cô ta. Báo cáo ngay lập tức nếu cô ta vẫn rao giảng về Đức Chúa Trời. Được. Trông chừng cô ta đó. Chà, ra ngoài hả? Cô định đi đâu vậy? Ra ngoài nữa hả? Hỡi Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài biết con đang đối mặt với điều gì. Con không thể đến các buổi tụ họp hoặc chia sẻ phúc âm. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy cho con một lối thoát. Một số cơ đốc nhân ở quận Bạch Dân quan tâm đến con đường thật và muốn đọc những lời của Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng ta nên cử một vài người đến đó. Tôi nghe nói cách đây vài ngày, vài anh chị em đã đến đó để chia sẻ phúc âm, nhưng một mục sư đã báo cảnh sát. Chúng ta phải cẩn thận và chỉ cử những người có năng lực đi thôi. Phải. Anh Dương và chị Châu đã bị cảnh sát bắt rồi. Nhanh lên, mau chạy đi. Năm 2013, khi tôi đang chia sẻ phúc âm ở Quảng Đông, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bắt đầu một đợt bắt giữ khác. Chỉ riêng tối ngày 25 tháng 9, gần 200 thành viên hội thánh đã bị bắt. Năm 2014, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch điên cuồng trên toàn quốc chống lại Hội Thánh Đức Chúa Trời toàn năng, trận chiến trăm ngày. Một lực lượng lớn công an, cảnh sát vũ trang và bộ đội chính quy đã được điều động để bắt giữ các cơ đốc nhân. Rất nhiều anh chị em đã bị bắt. Một số bị kết án. Một số bị đánh cho đến chết. Và số khác bị mổ lấy nội tạng. Đợi mau! Đánh tim đi! Tại mảnh đất Trung Hoa này, khắp nơi đều tràn ngập một bầu không khí kinh hoàng. Bóng đen của cuộc đàn áp đẫm máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các cơ đốc nhân bao trùm khắp Trung Quốc. Đi nào. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy bảo vệ con, để con mạnh mẽ, dũng cảm vượt qua cơn ác mộng này và đi theo Ngài cho đến tận cùng.